Ngọc Nga xin kính chào quý vị và bà con. Hiện tại thì Ngọc Nga đang có mặt tại xưởng sản xuất của công ty Bình Minh. Và như quý vị thấy thì đây chính là khu vực để máy rang trong xưởng sản xuất. Ở những video phát sóng về chủ đề máy rang trước đó đang nhận được rất nhiều sự ủng hộ nhiệt tình của quý vị khách hàng. Ngọc Nga đã nhận được một câu hỏi rất là thú vị, đó chính là có cách nào để sử dụng máy rang một cách tiết kiệm điện cũng như là thời gian hay không? Và câu trả lời sẽ được Ngọc Nga giải đáp trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị hãy cùng đón chờ xem. Đầu tiên đó chính là quý vị phải phân rõ từng loại nguyên liệu cần được rang. Đúng với tên gọi máy rang đa năng, trong sản phẩm máy rang của công ty Bình Minh có thể rang được đa dạng các loại nguyên liệu như là các loại nguyên liệu thảo dược hay là các loại đậu, các loại hạt ngũ cốc hoặc là thậm chí là các loại hạt ngũ có dầu, ví dụ như là maca, sa chi. Tuy nhiên trước khi đưa vào rang, quý vị cần phải phân rõ từng loại nguyên liệu vì mỗi một loại nguyên liệu sẽ có kích thước khác nhau, độ to nhỏ không đồng đều, dẫn tới việc khi đưa chung vào cùng một lúc rang sẽ dẫn tới tình trạng đó là rang không chín đều các loại thành phẩm, bởi vì mỗi một loại nguyên liệu sẽ có nhiệt độ rang cũng như là thời gian rang khác nhau. Còn đối với các loại nguyên liệu tẩm ướp có độ ẩm cao, khi đưa vào máy rang hơi nước bốc lên sẽ làm nhún các loại nguyên liệu đó và thời gian để mà khô giòn sẽ kéo dài rất là lâu. Chính vì vậy, trước khi đưa nguyên liệu tẩm ướp vào đợt rang, quý vị cần phải phơi hoặc là sấy khô các loại nguyên liệu đó rồi mới đem đi rang để tiết kiệm được thời gian rang của các loại nguyên liệu đó, thưa quý vị. Thứ hai đó chính là tận dụng hơi nóng trong lồng. Bật mí cho quý vị, sau khi kết thúc mỗi quy trình rang, hơi nóng ở phía bên trong lồng vẫn còn đang ở ngưỡng cao. Chính vì vậy, ngay lúc này quý vị có thể tranh thủ để tiến hành rang mẻ tiếp theo. Như vậy sẽ giảm bớt được thời gian rang những mẻ tiếp theo. Việc này sẽ giúp thời gian rang mẻ sau rút ngắn hơn so với mẻ trước. Quý vị sẽ tiết kiệm được thêm lượng điện tiêu thụ qua cách làm đơn giản này. Ví dụ rang lạc ở máy với mẻ đầu, thời gian vận hành có thể kéo dài từ 40 đến 50 phút. Nhưng sang mẻ tiếp theo, khi nhiệt độ trong lồng vẫn còn độ ấm nóng, thì thời gian có thể giảm xuống chỉ còn 20 đến 30 phút mà thôi. Ngoài ra, trước khi đưa nguyên liệu vào rang, quý vị có thể phơi hoặc là sấy khô. Điều này sẽ giúp thời gian rang giảm, rang nhanh hơn và thành phẩm nhận lại được giòn và thơm hơn rất nhiều. Và điều thứ ba đó chính là vệ sinh lồng rang trước và sau khi sử dụng. Việc lau chùi vệ sinh lồng rang trước và sau khi sử dụng, bảo quản tốt sẽ hỗ trợ quá trình kéo dài tuổi thọ máy cũng như là lau chùi các cặn vụn bẩn của thực phẩm trong quá trình rang trước đó, tránh những bụi bẩn dư thừa của thực phẩm trong quá trình rang. Điều này sẽ ảnh hưởng tới thời gian rang và màu sắc của thực phẩm. Việc giữ lồng rang sạch còn giúp thực phẩm sau khi rang có vị ngon, màu sắc bắt mắt, đặc biệt không làm thực phẩm ám mùi khó chịu. Và quý vị lưu ý là tuyệt đối không đổ nước trực tiếp vào lồng để vệ sinh, mà chỉ cần dùng khăn ẩm lau qua lồng, sau đó chạy không tải để đảm bảo máy đã khô hết nước là được. Và trên đây là ba cách mà Ngọc Nga tham khảo được, muốn chia sẻ tới quý vị. Hy vọng sẽ hỗ trợ quý vị sử dụng máy rang hiệu quả hơn. Và nếu quý vị còn có bí quyết nào sử dụng máy rang hiệu quả hơn nữa, hãy chia sẻ cho Ngọc Nga cùng với mọi người biết nhé. Và mọi chi tiết thắc mắc về các dòng sản phẩm máy rang, quý vị có thể liên hệ theo số điện thoại hotline đang được hiển thị ở phía trên màn hình. Xin chúc tất cả quý vị kinh doanh thành công. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video thú vị tiếp theo.